Sáng 12 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 38 trên 2017 trên NDCP của Chính phủ, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là tại các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các quán karaoke. Thủ tướng nhấn mạnh, những vụ việc nghiêm trọng thương tâm trên là cảnh báo và cho thấy tình hình khẩn cấp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết thủ tướng đề nghị tại hội nghị với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc các đại biểu thẳng thắn tập trung đánh giá những kết quả đạt được đặc biệt là những việc chưa làm được những tồn tại hạn chế bất cập khó khăn làm rõ nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm để sau hội nghị này có sự chuyển biến thực chất trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên phạm vi toàn quốc Năm năm qua, toàn quốc xảy ra trên 17.000 vụ cháy, làm chết hơn 400 người và bị thương gần 800 người. Thiệt hại ước tính hơn 7.000 tỷ đồng và hơn 7.500 hectare rừng. Bên cạnh đó, xảy ra 149 vụ nổ, làm 64 người chết và 190 người bị thương. Riêng trong 8 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 1.136 vụ cháy, làm chết 57 người, bị thương 52 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 500 tỷ đồng và 39 hectare rừng. Ngoài ra, cả nước xảy ra 10 vụ nổ, làm 7 người chết và 11 người bị thương. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành địa phương phát biểu phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân tích tình hình cháy nổ, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, bài học và nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Trong đó, các đại biểu đánh giá một số cấp ủy chính quyền chưa thực sự quan tâm, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ còn hạn chế biên chế lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ở địa phương còn hạn chế tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi cơ sở hạ tầng còn bất cập dễ xảy ra sự cố đặc biệt ý thức kiến thức của người dân về phòng cháy chữa cháy còn hạn chế có phần chủ quan lơ là truyền hình thông tấn tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị trong những bản tin sau